tháng 3 gì phiền hết ngày này đến ngày khác, cái gì mà lắm ngày còn lưới các bạn. 8 tháng 3 rồi 20 tháng 10 rồi cái gì đủ thứ trò, sao có ngày nào cho đàn ông mình, không có ngày nào cho anh em mình được tầm qua hay ăn nhau gì cho nó thoải mái ra. Chắc anh em mình cũng làm cái khởi nghĩa nào đó để đòi cái ngày cho đàn ông. Thôi các bạn, có trách móc, có buồn hay là có khiếu nại gì vậy, cả thế giới họ vậy, phải mỗi nhà mình thôi. Nên cứ lấy đó làm niềm vui đi các bạn ơi. Làm vui cho người khác cũng là làm cho mình vui, làm cho phụ nữ vui là cũng làm cho mình vui. Nói gì thì nói, chứ đàn ông mình mà không có phụ nữ thì 50% đàn ông mình trên thế giới cũng chẳng làm gì, cũng vứt đi cái để làm gì các bạn. Giống kiểu ở trong công ty mình đây này các bạn thấy không, nếu không có những người như chị Vân Anh với chị Tâm mà đạp thẳng cho mình, các mình cũng đạp ra mình đi đâu rồi. Mà nó không có những người như chị Hiền đó các bạn, lo cơm nước điểm xứa cơm no áo ấm cho các bạn thì chẳng biết là ở mình thì xoay sở sao. Cho nên thôi cũng rất quan trọng, và đặc biệt là các bạn thấy không, nếu không có những cái em ở rồi marketing rồi kế toán rồi SA rồi những em chân dài đã lo, thì nếu việc mà những công việc mà cẩn thận ấy, số liệu này nó giao cho mấy anh thằng đàn ông như anh em mình chắc bay hết, vứt sọt rác hết. Chứ phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng đấy các bạn, phải ưu tiên phụ nữ đi ha, lady first. Một năm có 3 ngày thôi, 4 ngày cũng lấy đó làm niềm vui đấy các bạn. Nói nhiều trách nhiều, quá tháng nhiều thì cũng chẳng đợi làm gì ha. Nói nhiều cũng thấy mệt, mà mày thì ngủ nhiều, anh em mình như đàn ông cứ biết ăn, biết nhậu, biết ngủ phúc rồi. Ok nha các bạn, bye bye, làm một chắc đã. Hai cả nhà, hôm nay mình rất bất mãn. Nhân dịp 8 tháng 3, lựa chọn một món quà anh sẽ tặng cho chị em phụ nữ trong công ty. A. Khao bánh tráng trộn. B. Khao trà sữa. C. Tặng mỗi chị em một bông hồng có gai. Anh thì anh thích ăn uống trà sữa và bánh tráng trộn, cho nên anh sẽ đợi trà sữa và bánh tráng trộn luôn ha. Giơ tay. Nhân dịp 8 tháng 3, anh Khoa có gửi lời chúc gì cho các chị em phụ nữ trong công ty không? Mình chúc cho phụ nữ thế giới giấy cũng như toàn thể phụ nữ Việt Nam mình á thì có nhân dịp 8 tháng 3 anh chúc nhân dịp ngày 8 tháng 3 mình chúc toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam nói chung và những phụ nữ thế giới giấy nói riêng có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ôi, gì tốt. Em có thể nói cho anh bóc một tờ giấy con này đi. Có sẽ có điều đặc biệt dành cho anh. Rồi ok. Bóc nào được không? Ừ. Dạ. Anh Vương hãy đọc to. Câu hỏi là xin phép đọc cái tờ là bóc. Hãy hát một bài ngắn hoặc một đoạn ngắn để mua vui. Đúng rồi, cho chị em đừng vâng rồi. Mọi người giơ tay. Đúng, sẽ đừng vâng rồi. Thật sự bài hát mua vui thì anh không có, mà để chị em vui thì anh hát bài thiếu nhi cho nó vui. Yeah. Anh xin hát nhé. Hôm qua anh tới trường, mẹ dẫn tay từng bước. Hôm qua mẹ lên nương, một mình anh tới lớn. Trường của anh bé bé, nằm lặng dưới thềm cây. Cô giáo anh khẽ khẽ, dạy anh hát rất hay. Hay. Thơm rừng ở thơm đổi. Giữa tay giữa đất xôi, yêu rậm rì. Họ xe ô che nắng,
long mái đường anh đi. Thì nhân ngày 8 tháng 3 và ngày mai anh xin chúc chị em phụ nữ của thế giới có ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui, vui tại ngay chỗ làm việc và tràn đầy âm lượng, tràn đầy năng lượng để về nhà hưởng thụ được không khí ấm áp của gia đình và thật sự là hạnh phúc. Ơi, anh ơi, qua qua anh bóc qua. Anh Thịnh đặt cho câu hỏi. Trong công ty bạn ấn tượng với ai nhất? Vì sao? Mạnh dạng, mạnh dạng lên Thịnh, đây là cơ hội. Đúng không? Đừng nói mặt lắm. Trong trong công ty mình thì các bạn nữ thì ai mình cũng ấn tượng á. Thôi thấy ai cũng tốt, cũng đẹp, cũng xinh á. Nhưng em chưa nghe hết. Nhưng sao? Nhưng sao phải trân trọng cơ hội này hả Thịnh? Bí mật anh đi. Nhưng bí mật à, em có cần phụ kính với em nha. Mình chúc mọi người luôn xinh đẹp, khỏe. Cái gì nữa? Quá anh ơi. Cái này qua đó hả? Ừ, quá. Trong công ty mình anh sợ người phụ nữ quyền lực nào nhất? A sắc tâm, B chịu ngon anh, C dễ hiền, D cả ba. Đây chắc anh sợ cả ba luôn. Tại sao anh? Thì mỗi người anh có sợ cái riêng. Thì anh không biết tại sao mỗi người anh có cái sợ cái riêng. Anh có thể điểm sơ qua một vài chi tiết không? Chị Tâm sợ gì? Chị Tâm sợ gì? Sợ chị Tâm là anh sợ chắc áp lực công việc chị Tâm hơi cao. Chị Vân Anh. Chị Vân Anh thì có thể là mình sợ mình làm sai gì đó, xin mất công chị Vân Anh phải ra phải xử lý khổ mình. Chắc anh nghĩ là chỉ là về quy định công ty hoặc là chỉ là gì đó. Rồi còn nóc nhà nhà anh. Nóc nhà của anh thì anh coi khỏi nói rồi. Ta miễn bình luận nhé. Nhân dịp 8 tháng 3 chúc toàn thể các nhân viên nữ của công ty Thái Giống Giấy có thật nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và vui tươi. Cái gì đây ta? Nhân dịp 8 tháng 3 bạn hãy lựa chọn một món quà chế tặng cho các chị em phụ nữ trong công ty. Gao bánh tráng trộn. B. Gao trà sữa. C. Tặng mỗi chị em một bông hồng có gai. Anh nghĩ là sẽ tặng cho các chị em một món quà mà đây là điều đặc biệt dành riêng cho ngày mai. Là cái gì? Bí mật đúng không? Anh có lời chúc gì gửi chị em không? Nhân dịp 8 tháng 3 đi. Anh cũng gửi lời chúc đến các chị em trong công ty nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và đặc biệt là mai sẽ có được nhiều chậu từ các anh trong công ty. Biết vậy, nãy là lớn mà bí mật luôn. Chúc mừng chị em luôn xinh tươi, vui vẻ, khỏe, đẹp.